Một buổi tối mà em có làm nhọn đủ thứ việc. Buổi sáng sớm mà em mà dậy một tiếng là xong, nhưng mà mẹ phải mò cả ngày. Hồi nào em không làm em sai chồng em làm không? Có chứ anh, mẹ em huấn luyện mà. Nhưng mà em thấy chồng em cứ được mẹ chiều quá rồi cũng chẳng biết làm gì hết. Nhỏ thì nghe nói là mẹ em kể là siêng năng, biết làm đủ thứ. Nhưng mà khi mà lấy em về thì em thấy lười vừa bẩn. Trời, chị la vậy rồi, rõ hai vợ chồng có khi nào xích mích không? Sao la mà không xích mích được, mẹ cũng biết luôn. Rồi, la trước mặt mẹ chồng luôn. Hên xui. Em có sợ là lúc đó mẹ chồng hay là cha chồng đó buồn không? Cũng có, nhưng mà biết sao mẹ chỉ nhìn thôi. Trời ơi, xả không xả, chịu xả lâu lâu một chút xíu. Xả phải cỡ nửa sôi nó mới ra được nước nóng chứ. Cái bảo chứ, ủa thì mẹ ra mẹ xả đi. Thì mình chỉ nói vợ chồng, chị đi vô trong phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Thì lại chồng mình ngồi ngay đó là bẩm chứ. Có vậy thôi mà mệt ghê. Thì chị nói vậy. Thế là tự nhiên chồng chị lại ngứa mồm. Mẹ ra lại bảo chứ, ủa chứ mẹ có những chuyện đó cho mẹ cứ cằn nhằn nhé. Trời ơi, chị chịu nổi không? Mẹ chị ngồi hú khóc. Nói như vậy thôi mà cũng là cằn nhằn. Xong rồi chị sợ quá, chị đóng cửa chị đi ngủ luôn. Cô xin giới thiệu, cô Phan là Thiều Anh, năm nay 65 tuổi, quê cô ở Hà Tĩnh. Cô sống hiện tại đang sống ở Buôn Ma Thuột. Cô làm nghề nội trợ. Nội trợ. Và đây là con dâu cô. Xin chào các anh MC Quỳnh Linh. Xin chào Lê Lộc. Mình năm nay là 44 tuổi, là con dâu của mẹ được gần 16 năm. Nghề chính của mình là làm nghề thợ may. Mình có mấy bé rồi chị hả? Chị là hai bé. Bé năm nay là bé gái 15 tuổi. Bé trai là 10 tuổi. Mình ở đây hay là mình ở ngoài Buôn Ma Thuột? Mình ở Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột luôn. Vậy thì hai mẹ con từ Buôn Ma Thuột đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình. Cô, lần đầu tiên cô gặp con dâu cô ấn tượng điều gì? Khi mà con trai cô quen con dâu cô thì lúc đó nó còn đi học đại học. Mà gia đình cô thì cô cũng nghiêm khắc. Cho nên là nó cũng không dám nói gì cả. Đến khi nó học ra trường rồi, nó mới nói với cô là con có quen một cô là như vậy. Là cô đó, cô làm nghề thợ may. Nhưng mà cô là lớn hơn con tuổi. Thì lúc đầu cô cũng phản ứng. Vì cô nói là con nên quay lại đi. Bởi vì bố là hơn mẹ 4 tuổi. Nhưng mà bây giờ bố còn trẻ hơn mẹ. Cho nên mẹ cô cũng lăn tăn cái chỗ đó thôi. Cô nói là sợ rồi sau này á, mà đến khi người phụ nữ á, thì nó cái tuổi xuân nó nhanh hết lắm. Chứ không phải nó dài được như người đàn ông. Cho nên là con lấy nó rồi liều sau này nó sao. Thôi thì cô hôm nay thôi thì cứ từ từ rồi lúc tôi tính. Lúc đầu cũng phản đối ha? Lúc đầu thì không phản đối. Nhưng mà sau đó thì về làm dâu đó, cô có thấy sự phản đối của mình đúng hay là sai không? Nhưng mà đến khi mà nó sau nó xin cưới thì cô còn nói với nó này, nếu vậy thì con dẫn nó về đây để mẹ nói chuyện với nó. Thì con cô dẫn về thì cô cũng nói với con dâu cô là như cô nói với con trai vậy đó. Đó, vì mà hơn nữa nghề nghiệp cũng khác nhau. Con cô đi làm nhà nước, còn con dâu là làm thợ máy. Thì cô này là liều sau này về thì cuộc sống vợ chồng có gì là nó, hai bên nó cũng phù hợp. Vì như nói đi làm thì nhiều khi còn hay đi bạn bè rồi nhậu nhẹt. Mà con dâu nói thật, thời buổi bây giờ thì đi làm thì giữa làm việc trong với ngoài là nhiều khi người ta cũng có cái mối giao du như nhau. Thôi thì liều con sau này mà là về vợ chồng thì con, nếu con chấp nhận những cái điều mà sau này nó có cái gì vậy thì mẹ con cưới. Mà nếu con này thôi thì con dâu nó đồng ý. 16 năm rồi yêu thương nhau 16 năm rồi, vậy thì cái tuổi tác đâu quan trọng đâu cô ha. Nhưng mà bây giờ thì không ai nói nó là nhiều tuổi hơn con trai cô hết á. Nó tệ hơn. Tệ hơn chứ, hãy nghe 44 tuổi giật mình á. Tưởng giới thiệu lộn 34 chứ. Trẻ mà. Chị có nhớ cái ấn tượng lần đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không? Cũng có. Như vừa mẹ vừa chia sẻ đó, là mẹ nói là nếu như mà sau này mà sống như vậy thì sợ có những lúc cơm không lành canh không ngọt đó thì sao này, ví dụ vậy đó, thì chị cũng thấy hơi tủi thân thật tình đó. Thì mẹ tiến tới thì nhà chị là dằm nhậm ngõ, ý là dằm ngõ trước cũng phải gần một năm. Nhưng mà mẹ rất là tâm lý, khi mà mẹ quyết định cưới rồi thì chị rất là ngưỡng mộ mẹ. Ví dụ như là khoái nhất cái vụ mà mẹ chồng rủ đi sắm trang sức cưới về rất là vui, vừa cười tít mắt. Trước mắt là vui, có quà rồi ha. Có quà rồi là rất là vui, chứ mới lại hơn nữa là mẹ cho mình đi chọn. Mẹ tâm lý ha. Đúng rồi, mẹ rất là tâm lý. Sau khi làm dâu rồi thì cô thấy giữa con dâu với mình hợp nhau những điều gì?
con dâu cô thì nhanh nhẹn, hoạt bát, hiểu chuyện. Thì nói chung thì cũng tốt với bố mẹ chồng. Thì đặc biệt là hai cô em gái quan tâm lắm. Thì anh em là chồng quan tâm. Thấy hài lòng cô hả? Có cái mẹ con hợp nhất là điều gì? Nói chung bé chồng con là hai mẹ con đều hợp nhau. Thí dụ như là không muốn cho con đi ăn ngoài. Ví dụ như là ăn sáng là thường thường người ta hay mua đồ cho con ăn trước khi đi học, là người ta mua đứng trước cổng trường nè. Ví dụ là người ta đứng, người ta đốt, người ta chờ con hối ăn nhanh. Nhưng mà không, riêng nhà là hai mẹ con là phải tự tổ chức sắp xếp nấu nướng ngày nào cũng như ngày nào. Thí dụ mình đổi món cho con mình ăn. Tức là mẹ từ chỉ muốn ăn uống nấu nướng trong nhà thôi, không ăn ở ngoài. Đúng rồi, em đúng cũng thích như vậy. Con em là nói chung là nó cũng nhiều, có đôi khi con nít mà. Không lẽ giờ chồng em không bao giờ ăn uống ngoài chứ hả? Ăn trong nhà không? Lâu lâu thôi. Thí dụ như bố mẹ mà lâu lâu bố mẹ đám cưới thì nhà em tóc đi ăn. Ăn về mà mẹ có la không? À, thì giống mẹ. Chừng nào mà check in Facebook thì mẹ thấy chứ kệ. Nhưng mẹ em trước đây là mẹ em hay tiếc tiền lắm. Mẹ cứ mỗi lần mà đi ăn về mẹ bảo trời mất mũi tạ thóc. Nhưng mà em nghĩ mẹ thì mắc cười ghê, thì mình phải đi thì mới biết là người ta những nấu những thế nào và vị như thế nào chứ, đúng không? Thì nhưng mà do lâu giờ mẹ em đỡ hơn rồi. Thí dụ như là rủ là đi tẹt ra. Đi ăn là quy ra thóc không hả cô hả? Dạ. Có chuyện gì mà không hợp giữa hai mẹ con không cô? Cô thì cô nói thật, từ hồi mà khi cưới con dâu cô về thì cô có nói là khi lúc đầu mẹ phản đối là phản đối lúc chúng nó chưa thành vợ thành chồng. Chứ mà đến khi về nhà cô nói thật, từ hồi nó về đến giờ chưa bao giờ cô coi nó là con dâu hết ạ. Cô coi nó là con gái. Nhiều khi thậm chí con gái cô nó còn nói này là mẹ thì thương chị hơn con. Có cái gì mẹ con cũng chia sẻ, cũng tâm sự với nhau hết. Thì tất nhiên thì nói là nói vậy chứ không phải là hoàn toàn lúc nào cùng ngày hết. À, thì có hồi mà con nó còn nhỏ thì có đôi khi nó mua sắm đồ cho con, thì có đôi khi cô cũng không hợp chỗ đó. Là cô phải có nói với nó này, nói sắm đồ cho con nó thích sắm. Này vì cô bảo này là giờ con nó đang nhỏ mà giờ con cứ mua sắm cho nó nhiều mà nó sắm lại sắm đồ thiền. Thì nó mặc được vài lần thì nhiều khi lại bỏ. Cho nên lãng phí mà đồng tiền của vợ chồng con nó làm ra rất là vất vả. Còn như vậy thôi. Nhưng mà con gái con dâu cô là suốt ngày đi làm ăn ngoài rồi không có cơm nước trong nhà, rồi ít có chăm sóc, ít có làm việc nhà, cô có thấy sao không? Không, nó bận thì nó bận nhưng mà về nó vẫn tranh thủ làm. Có khi tối lại có khi là hai mẹ con dành nhau rồi chén. Vì cô thì cô nghĩ này là thôi nó đi làm ăn ngày mà tối nó còn đem đồ về cắt á. Thì nhiều khi cô thấy tối thì cô muốn anh nhưng mà nó bảo mẹ cứ để con rửa chứ. Con rằng tí là xong mà. Có rửa không hay là nói vậy thôi xong rồi để người khác rửa? Không, nó nhưng mà em làm gì cũng nhanh hết. Mẹ làm nhanh lắm. Một buổi tối mẹ em có làm nhọn đủ thứ việc. Buổi sáng sớm mà em dậy một tí là xong, nhưng mà mẹ phải mò cả ngày. Có nào em không làm em sai chồng em làm không? Có chứ anh. Mẹ em huấn luyện mà. Hồi trước đây là hồi trước đây á là em là nói chung cũng không phải là chiều chồng, nhưng mà em thấy chồng em cứ được mẹ chiều quá rồi cũng chẳng biết làm gì hết. Nói chung biết làm cái gì hết. Cái đi học lớn hồi nhỏ thì nghe nói là mẹ em kể là siêng năng, biết làm đủ thứ. Nhưng mà khi mà lấy em về thì em thấy lười vừa bẩn. Có la không? Không có chứ, chuyện đó bình thường. Trời, chị la vậy là rõ hai vợ chồng có khi nào xích mích không? Có chứ. Thì la phải xích mích chứ. Sao la mà không xích mích được, mẹ cũng biết luôn. Rồi, la trước mặt mẹ chồng luôn. Hên xui. Em lại là, đã làm đã còn chừng làm con của mẹ rồi thì mình đâu còn phải chịu kẻ trong nhà nữa đâu. Nhưng mà có điều là phải có nguyên nhân thì em mới la. Ví dụ như em đang ở dưới bếp, thằng con trai nó lên nó mở tivi hết volume. Anh hét nó nghe chưa? Anh hét đi, đừng có nói mà la. Anh hét nó đã nghe chưa, kêu con giảm volume xuống, hét một tai nó đã nghe chưa, mà nó tức cái gì nó đừng như giống như nó đang xem cái gì, hoặc là nó thích quá thì nó tức quá thì nó mở to volume, hoặc là nó đang bực mình cái gì đó, ví dụ như nó đang tức cái gì đập tivi ầm ầm. Em la lớn như vậy, thậm chí la lớn hơn tivi nó mới nghe. Thì đúng rồi. Em có sợ là lúc đó mẹ chồng hay là cha chồng đó buồn không? Cũng có, nhưng mà biết sao mẹ chỉ nhìn thôi. Xong rồi nhưng không vậy đó hả? Dạ. Nhiều khi nó hư quá thì em cũng lôi phòng em đánh. Thì mẹ em hỏi ra, mà em hỏi nói chứ làm sao vậy? Ủa thì phải có nguyên nhân thì mới đánh chứ. Chứ tự nhiên em đâu có phải là hàm hồ mà em đánh đâu. Cô có buồn có gì? Lúc đầu thì cô cũng buồn vì, nhưng mà sau thì cô thấy cũng phải hiểu. Nó la hoài cũng hết buồn luôn hả? Là một cái thái này là cô nghĩ này là mẹ và thầy chồng thời nay là mình phải thoáng hơn hồi xưa. Cô nói thật, nhiều khi thời xưa như vậy là không được đâu. Thế mà giờ mình phải thoáng. Có khi nào cô nóng lên cô la con dâu không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Lớn tiếng chưa? Chưa. Không luôn. Không có la, nhưng mà hôm tức là khóc đó. Nhưng mà là khóc gì, chuyện gì?
thì... giận con dâu đó. Không phải giận con dâu, cái chuyện mới tinh như vậy nè. Cái hôm đó là thường nhà chị có năng lượng mặt trời đúng không? Mà mùa đông trên Buôn Ma Thuột thì em biết rồi á. Nó rất là lạnh. Mà chắc là cả ngày, với lại chắc là hôm đó nhà chị, nhà mình là chắc xài hết, mà chị là hay tắm đêm. Thường là đi làm về lui cu đủ thứ việc đó rồi phải tắm đêm. Thì vô hết nước. Mà khi mình chị bật sang cái máy nóng lạnh á, bật cái máy sang cái máy nóng lạnh nó cũng làm sao á, nó không được, tức điên lên được. Thì chồng chị đi nấu nước để tắm á, nấu nước bằng cái ấm siêu tốc á. Thì mẹ chị xuống, mẹ chị hỏi là ai cắm nước vậy? Kêu con cắm á, con cắm hay tắm. Mẹ chị bảo chứ trời ơi, xả không xả, chịu xả lâu lâu một chút xíu, xả phải cỡ nửa sôi nó mới ra được nước nóng chứ. Kết quả chứ, ủa thì mẹ ra mẹ xả đi. Thì mình chỉ nói vào trong, chị đi vào trong phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Thì lệnh chồng mình ngồi ngay đó để là bẩm chứ, có vậy thôi mà mệt ghê. Thì chị nói vậy, thế là tự nhiên chồng chị lại ngứa mồm, lại ra lại bảo chứ, ủa chứ mẹ có bộ chuyện đó sao mẹ cứ cằn nhằn nhé. Trời, chị chịu nổi không, mẹ chị ngồi hu khóc. Nói như vậy thôi mà cũng là cằn nhằn. Xong rồi chị sợ quá, chị đóng cửa chị đi ngủ luôn. Bởi vì con trai nó nói thế nó mới tủi thân rồi, cằn nhằn rồi. Tủi thân con trai nhiều hơn chứ không phải con dâu. Con trai mà không minh mẹ. Không phải là không minh mẹ, có muốn con trai cô là phải phân minh rõ ràng. Mẹ đúng là đúng, mẹ sai là sai. Anh mà lúc đó mà đóng vai vào mẹ chồng, anh sẽ nói rằng nước năng lượng mặt trời không tắm, cái tắm nước này hao điện, tốn tiền, hàng chi tháng xa trước tao đóng quá trời tiền luôn. Để mình xem cái người thứ ba đó, chồng em á, thử coi có mâu thuẫn gì với hai mẹ chồng nàng dâu không nha. Hai người phụ nữ gần gũi và quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là hai người rất là tuyệt vời. Nhưng cả hai người có một tính mà tôi rất sợ, đó là nói nhiều. Vì cái tính cả hai đều nói nhiều và đều như thế cho nên là cũng nhiều khi là dẫn ra những cái sự việc là cũng rất là khó xử cho tôi. Thì ví dụ như vợ dẫn cái chuyện gì ở nhà, ở ngoài đường, rồi về nhà lại bắt đầu dẫn lây qua mọi người một cách là vô cớ. Nhưng may mắn là được cái mẹ tôi cũng hiểu được cái tính của vợ cho nên là nhiều khi cũng im lặng và kệ. Thì vài bữa rồi lại hết. Cũng có lúc mẹ và vợ giận nhau thì cái giải pháp của tôi là im lặng, không nói gì, rồi từ từ mọi thứ nó sẽ qua. Cũng không bên ai, cũng không có nói ai đúng ai sai, nên tôi thấy cái giải pháp đó hiện cho đến bây giờ là vẫn hữu hiệu. Hôm nay cũng có những cái chia sẻ rất là thật lòng ha. Vậy thì mẹ chồng có muốn nàng dâu thay đổi điều gì? Cô mong muốn của cô là chị mong là nếu mà có kịp sau thì cô vẫn được làm con dâu, mẹ chồng của con dâu cô. Chứ đổi ngược lại cũng mệt lắm á. Kiếp sau đổi ngược lại là mệt với cô này lắm á. Cô ở tư thế con dâu khác mà cổ tư thế mẹ chồng là cô, căng lắm à. Cô muốn được làm mẹ vẫn muốn được làm mẹ chồng của dạ, con dâu. Mẹ chồng thì được. Mẹ chồng của con dâu. Chứ cô phải cá tính là mẹ chồng là cá tính dữ lắm luôn á. Thì em thì sợ rằng là sau này em có con trai thì em chắc chắn là em không tốt như mẹ rồi đó. Nếu em cũng thương thì có thể là thương. Đúng rồi. Nhưng mà không thể bằng biểu lộ bằng cảm xúc, đúng rồi, em đúng nóng rồi. Tính là cảm không thể được liền, như liền. Như của mẹ. Chị có mong muốn hay là có điều gì muốn nói với mẹ không? Có, ví dụ là mẹ thì nói chung là mẹ cái tính, nói chung tính em thì cũng không thích giật máy. Ví dụ như mẹ cũng vậy, đặc biệt là càng không. Nhưng mà em chỉ mong mà thí dụ như mùa lạnh á, sáng ngày ra chuẩn bị đi làm mà mùa trời mùa đông trên Buôn Ma Thuột nó lạnh lắm. Nói là mẹ bỏ đồ máy giặt đi. Cứ thôi được. Mẹ gì á, mẹ cứ giặt tay đi tí xíu giặt cái là tự nước con nó nóng lên. Cái chồng chị nghĩ bụng trời mình thì đâu có thể nhào vô giặt được, từ đến giờ mình phải đi làm rồi. Rồi cái xong rồi giờ chị muốn thay cho mẹ một lần, ví dụ những ngày mà bận rộn quá nè, rồi ngày mùa đông giá buốt thì mẹ cũng đừng có cái giặt tay nữa, mà mẹ bỏ vào máy mẹ giặt. Cô nghĩ thế này, chứ cô ở nhà nội trợ thì cô mình phải lao động, đừng mà làm việc quá sức, chứ mà nhàn rồi quá cũng chán. Cô nói thật, nhàn quá rồi là không biết đi đâu, không biết làm gì thì coi tivi thì nằm thôi là muốn ngủ. Cô nói thật là phát ốm ấy. Cho nên là làm có như mình tập thể dục lao động đúng không? Hôm nay thì cảm ơn cô với lại em đến tham gia chương trình. Những câu chuyện chia sẻ thế này cũng đã có những cái nhân vật nó nằm ở trong cái giống như gia đình mình vậy. Họ sẽ rút kinh nghiệm hơn để hoàn thiện tốt hơn. Chúc hai mẹ con thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Thì hôm nào mình xem TV mình nhìn cái hình nhớ đó tham gia chương trình ha. Dạ, gửi tặng cô và em.